Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay thì Hoàng Minh xin mời cả nhà cùng với Hoàng Minh đi tham quan chùa Phi Lai, một trong những ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Chùa Phi Lai là một trong ba địa điểm xảy ra cuộc thảm sát ở Ba Chúc năm 1978. Bây giờ xin mời cả nhà cùng với Hoàng Minh đi tham quan chùa Phi Lai nhé.